Dạ rồi, xin thân ái mến chào quý cô, chú bác, anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Bonsai Lê Thảo ha. Vậy rồi, hôm nay thì đến với nhà vườn mới ha của chị Lan, Ngọc Lan, địa chỉ ở Phú Hội, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Hôm nay thì vườn của chị Lan ha có làm một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai ghép giống thọ hương lá cẩm thạch nè, dảo siêu bông Sài Gòn với lại là cúc thọ hương cô chú anh chị ha. Một số cây thọ hương cẩm thạch thì hàng bonsai và siêu bông Sài Gòn với lại cúc thọ hương thì là hàng phong tàn thông ha cô chú anh chị, dạng nút nụ siêu siêu đẹp luôn để cho cô chú anh chị mình chơi tết ha. Thì rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho nhà vườn của chị Lan nha. Rồi không làm mất thời gian nữa, em mời cô chú anh chị mình vào clip gặp luôn chị Lan để chị Lan chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi chị Lan ơi. Rồi em chào bạn ha, em cũng chào cô chú anh chị yêu thích mai vàng cả nước ạ. Rồi hôm nay em cũng tiếp tục tới lời kênh giao lưu cô chú anh chị mình lô cúc thọ hương với lại siêu bông Sài Gòn hết cô chú anh chị mình. Cũng mong cô chú anh chị mình yêu thương ủng hộ em như những clip trước em lên ha. Rồi cũng có thời gian nhắn mặt ha. Rồi. Rồi hôm nay mã số đầu tiên mã số 1 là một cây cúc thọ hương ha. Rồi, thọ hương cẩm thạch ha. Dạ. Cây này thân lắc rất là đẹp nha. Rất là có duyên luôn. Em cũng xin nhắc lại số điện thoại của em là 0376910321 cũng là số Zalo em luôn hết cô chú anh chị mình. Rồi. Quên số điện thoại. Hoành điểm này 28 nha. À, còn cũ em đây như thế này là được 58. À, cái này thân lắc rất là dễ thương ha. Chiều cao là 73. Cái này ghép được 6 bò ha. Tăng ngang là 75. Cây đã vô dây chỉnh sửa hết tân hết của chú anh chị mình. Hàng này cô chú anh chị mình ở trong miền ở trong miền Tây mình em sẽ ship để chậu cô chú anh chị mình luôn ha. Rồi mã số 1 này em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 3.200.000 ha. Rồi, 3.200.000 ha. Bao ship tặng chậu của chú anh chị luôn ha. Rồi, đỡ cây luôn ha. Rồi, tiếp theo là cây mã số 2. Là một cây siêu bông Sài Gòn ghép phơm bên tàn của chú anh chị mình. Rồi. Phơm tàn thông ha. Rồi, cây này hàng, vô nụ ngon lắm nha cô chú anh chị. Hàng này em bao nút nụ của chú anh chị mình chơi tết ha. Rồi, siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị. Rồi, nụ cực kỳ nhiều luôn nha. Ưu tiên cho cô chú anh chị lấy hết lô sẽ có giá yêu thương luôn ha. Rồi, cái số lượng này bên vườn mình nhiều không? Số lượng này bên em tầm 100 cây nha. Rồi, cho xin thông số luôn nha chị. Hoành điểm này là 24,5 tính 24 rồi nha. Rồi. Cao là 1m16. Giá ngang là 95. Rồi, cây này em giao lưu cô chú anh chị mình giá chỉ 1.600.000 ha. Rồi, 1.600.000. Đổi cây. Tiếp theo cây mã số 3. Cũng vẫn là siêu bông Sài Gòn của chú anh chị mình. Nhìn cây này thoát thân hơi cao một tí ha. Hết nụ kìa, nhìn thấy phê luôn. Cái dàn nụ nè cô chú anh chị. Cái này là thuốc nha cô chú anh chị. Sợ thuốc nái lên nó xanh vậy ha. Mà cô dết. Rồi, củ nở luôn ha. Rồi, thông số luôn nha chị ơi. Trời ơi, cái nụ. Còn em đo điểm này là 26 nguyên ha. Cái củ này nở ha. Đo cái củ nở ở dưới luôn. Hót thân là được 35. Cái củ nở là được 39. Rồi, nụ nè. Chiều cao là 1m12. Tán ngang là 89. Rồi. Rồi cái này cũng vẫn giao lưu cô chú anh chị nhìn giá là 1.600.000 ha. Cái lô này em sẽ bao ship đóng tiền gỗ của chú anh chị mình bỏ chậu nha cô chú anh chị mình. Còn trong miền Tây là em sẽ bao cô chú anh chị mình giao xe trong ngày ha. Rồi. Đợi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 4 cũng vẫn là siêu bông Sài Gòn ha. Rồi. Cây này thì cái tàn quá xá cái tàn luôn cô chú anh chị ha. Cái tàn cũng lớn mà xác cũng lớn luôn ha. Gốc lớn, củ đó, củ lớn luôn cô chú anh chị ha. Tàn rất là đều ha. Củ nở ha. Tàn ôm luôn nè cô chú anh chị nhìn thấy ghiền ha. Nó lên da gắn rồi nó lột da lên nó vàng ôm nè. Nhìn thấy đã quá. Rồi, thông số luôn chị ơi. Là điểm ngược, này ngược nha. Ngược đầu thước rồi. Ngược đầu thước rồi. Hoành Hoành trăm mấy luôn. Rồi điểm này ha, là 28 ha. Rồi. Còn điểm này là được 38 ha. Rồi. Hoành thân 28, hoành cổ 38 ha. Chiều được. Cao là 1m35. Tán ngang là 1m15. Rồi cây này em giao lưu cô chú anh chị mình giá chỉ là 2.800.000 ha. Rồi, 2.800.000. Đỡ cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 5. Rồi. Cũng vẫn là siêu bông Sài Gòn luôn ha. Ủa, cái tàn khủng khiếp, cái vàng tàn luôn ha. Lô siêu bông Sài Gòn này em bao cô chú anh chị bao giống ha. Rồi bao ship ha. Rồi bao chi nụ chơi tết luôn ha. Rồi. Bảo hành giống cho cô chú anh chị mình ha. Đảm bảo luôn. Giống luôn.
Nụ nè, quá xá nụ luôn ha. Lừ nụ luôn á, tự cái gột cái củ. Y như con ốc luôn ha. Rồi, không số luôn chị ơi. Ngược đầu hết á, đầu đỏ. Hoành thân là 23. Cái củ đặt dưới này là 39. Củ quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Chiều cao 1m34. Tán ngang 1m30. Rồi cây này cũng vẫn giao lưu cô chú anh chị mình giá là 2.900.000 ha. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Cây này tàn. Cây mã số 6. Rồi. Mã số 6 cũng vẫn là siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị mình. Cái tàn quá xá cái tàn luôn cô chú anh chị ơi. Nút nụ có nha. À, củ nở nha. Đế sổ đều luôn ha. Hoành thân 24. Chiều cao là 1m15. Tán ngang là 1m. Rồi cây này em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 2.300.000 ha. Rồi, đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 7 là cúc họ Hương nha cô chú anh chị mình. Cái tàn quá xá luôn cô chú anh chị ha. Nụ nha, có nụ ha. Hàng lên nụ rồi cô chú anh chị nè, nụ non lên hết rồi ha. Nè. Mỗi mắt lá có nụ hết nha. Đó. Đế thì sổ chơi dài luôn. Hoành thân 22. Củ đế vàng ôm. Dạ. Chiều cao 1m20. Tán ngang 1m10. Rồi. Rồi cây họ Hương này em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 1.400.000 ha. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số. Mã số 8, thở lại siêu bông Sài Gòn ha cô chú anh chị mình. Trời, quá xa cái tàn khủng khiếp cái tàn. Lâu này cô chú anh chị nào lấy bán Tết lại ha là bao ha. Ngon lành luôn cô chú anh chị ha. Này thấy vậy á nha, vàng nụ nè. Nó mới vừa lên vừa vậy nè cô chú anh chị ha. Nè. Đó. Cái này vô dây ha, đảm bảo cô chú anh chị mình khoảng 20 ngày sau cô chú anh chị mình thấy cái vàng nụ nó còn khủng khiếp dữ nữa. Nụ rất là nhiều nha. Nè. Nè, có cái nụ xanh đây nha cô chú anh chị mình về mình test bông thoải mái luôn ha. Bao giống, bảo hành giống cho cô chú anh chị mình cứ an tâm. Hoành thân là 28. Thịt xuống đây là 34. Củ đặt 34 ha. Cao là 1m12. Rồi. Tán ngang là 1m07. Mỗi mắt lá đều có nụ ha. Rồi, một cây siêu bông Sài Gòn này em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 2.200.000 ha. 2.200.000 ha. Rồi, đợi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số. Mã số 9 cũng vẫn là siêu bông Sài Gòn ha. Cái tàn quá đã luôn. Nụ có hết nha. Mấy shop khác em không biết sao chứ shop em sẽ bao giống cho cô chú anh chị mình hết ha. Bảo hành giống ha. Bảo hành giống. Rồi, củ nở nè ha. Bao ship thì em sẽ ship kiểu gỗ cho cô chú anh chị mình cho cây an toàn ha. Rồi. Không số luôn nha chị. Hoành thân đến này 25 ha. Rồi. Tịch xuống đây là 30. Cao là 1m15. Tán ngang là 1m10. Rồi. Rồi cây này em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 2.000.000 ha. 2.000.000 mình bao phí ha. Dạ. Đổi cây. Theo cây mã số 10. 10 là cũng vẫn là siêu bông Sài Gòn ha. Rồi. Rồi, cho xin thông số luôn chị ơi. Rồi. Hoành em đây đêm này 24 ha. Rồi. Chiều cao là 1m15. Rồi. Sáng ngang là 96. Rồi cây này em giao lưu cô chú anh chị chỉ là giá 1.600.000 thôi ha. Rồi 1.600.000. Rồi mình đổi cây luôn nha. Rồi tiếp theo cây mã số 11 là một cây siêu bông Sài Gòn đấy ha cô chú anh chị mình. Rồi, cái tàn quá xá đã luôn, củ nở luôn cô chú anh chị ha. Cây bự lắm nha. Rồi cho xin thông số luôn đi chị chủ. Mình em đo dùm cổ là 24 ha. Rồi. Ở đây là 32. Cây nụ nè cô chú anh chị ha, bao nụ. Chiều cao là 1m15. Tán ngang là 1m07. Rồi cây này em giao lưu cô chú anh chị mình giá chỉ là 2.200.000 thôi ha. Rồi 2.200.000 bao ship ha. Dạ. Rồi tiếp theo cây mã số 12. Cũng vẫn là siêu bông Sài Gòn đấy ha cô chú anh chị mình. Rồi. Cái tàn cũng khiếp cái tàn nha cô chú anh chị. Cuối clip em có mấy cây họ Hương cực kỳ quái luôn ha. Rồi. Thông số luôn nha chị Lan. Hoành thân 24. Rồi, củ nở nha, vàng. Chiều cao 1m2. Tán ngang 1m15. Rồi cái này giá chỉ 2.400.000 hả cô chú anh chị mình.
Rồi 2.4 triệu bao ship nha cô chú anh chị. Đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 13 cũng vẫn là siêu bông Sài Gòn ha. Ủa cái tàn quá đẹp luôn. Củ nở nha. Củ nở. Rồi, nó có cái tay bỏ ở đây ha, lên tay nữa ha. Củ nở vàng ôm luôn nè. Lên da gắn hết rồi cô chú anh chị ha. Lực ghê. Rồi. Hoành thân 24,5. Rồi. Chiều cao là 1m20. Tán ngang 1m07. Rồi cây này em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 2.400.000 luôn ha. Rồi 2.4 triệu. Đổi cây luôn nha. Rồi tiếp theo cây mã số 14. Rồi. Là một cây siêu bông Sài Gòn nữa ha. Xong rồi. Tàn quá xá cái tàn ha. Nụ có nha. Hoành thân điểm này là 25 ha. Rồi. Lô này thân đều nha không hết cô chú anh chị này. Rồi. Cao là 1m14. Tán ngang là 1m04. Rồi. Rồi cái này giá là 1.800.000 thôi nhé. Rồi 1.800.000. Đổi cây. Rồi tiếp theo mã số 15 là một cây cúc họ Hương hết cô chú anh chị mình. Hàng bonsai lớn ha, bonsai đại ha. Cái phôi không thấy cũng phê hết cô chú anh chị. Cái thân nó dặn nó lắc rất là đẹp nha cô chú anh chị. À, nó ở dưới nó co tròn luôn ha. Ở trên lắc dáng lông rất là dễ thương, rất là đẹp nha. Cây này mà vô dây dằn tàn ra một cái em nói với cô chú anh chị mình là ghiền. Nút nụ thì bao đẹp. Nụ quá xá nụ đã. Dàn nụ xuất sắc cái dàn nụ nha. Ồ thân lắc nè, thân lắc dáng lông lên tới tên luôn nha. Rồi, cho xin thông số luôn đi chị ơi. Cái này ghép cái chậu ghép nó cũng khá là to á cô chú anh chị ha. Hàng này hàng ghép hai mùa hết thôi cô chú anh chị yên tâm ha. Rồi. Hai mùa hơn hết rồi. Quanh điểm này là 20 ha. Rồi. Em đo cái vòng tròn quái này coi được nhiêu ha. Là được 58. Rồi. Cái chậu ghép nó bằng tay út tay tỏ em hết nha cô chú anh chị. Cao 1m15. Ngang là 1m2. Rồi một cây cúc họ Hương này em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 3.500.000 ha. Anh em nào mà chốt cây họ Hương này em sẽ vô dây dằn dây lại cô chú anh chị mình luôn ha. Rồi. Và ưu tiên á, là tông tiếp này cô chú anh chị nào mua bất kỳ cây nào ha, em sẽ tặng cô chú anh chị mình một bình kích nụ cho nụ to đẹp lớn ha. Rồi. Kích nụ cộng với thuốc sâu luôn ha bà. Dạ đúng rồi. Kích một bịch kích nụ và một bịch hút sâu cho cô chú anh chị mình ha, là tặng cho cô chú anh chị mình một combo kích nụ và thuốc sâu. Dạ. Rồi cuối clip luôn ha chị. Rồi cái này cũng là cái cuối clip của em luôn ha. Em cũng cảm ơn cô chú anh chị đã yêu thương em và ủng hộ em ha. Rồi cũng lâu em không lên clip, cũng mong cô chú anh chị mình cũng vẫn yêu thương và ủng hộ em nhé.